Như là một trong những điều mà nhiều người cũng đã chỉ ra được đó Chúng ta đang nhìn vào biểu đồ của Bitcoin đây là biểu đồ nến ngày Thì nhiều người cũng đã chỉ ra được là tuy là chúng ta thấy được giá cả tăng là 1, 2, 3 ngày Và ngày hôm nay cũng là một ngọn nến màu xanh Nhưng mà có một điều nhiều người chỉ ra được là khi chúng ta nhìn vào bên dưới này đó Thì nhiều người cho là cái volume nghĩa là khối lượng giao dịch không có nhiều có nghĩa là chúng ta thấy giá tăng nhưng mà không thấy cái khối lượng giao dịch tăng lên thì đây là những cái điều mà lo ngại mà nhiều người cũng đã chỉ ra được thì cái cách mà chúng ta nhìn vào khối đơn giao dịch đó có liên quan như thế nào thì một trong những cách suy nghĩ đơn giản đó là nếu như mà chúng ta nói tới là một cái cuộc chiến đi các bạn ra trận để mà chiến tranh đi thì cái cuộc chiến đó đó thắng hay thua là một chuyện nhưng mà cái cuộc chiến đó nó có cái ý nghĩa lớn hay là nhỏ đó là dựa theo là cuộc chiến đó là chúng ta có bao nhiêu lính giống như là cuộc chiến mà hai bên càng có nhiều lính thì cuộc chiến đó nó càng mang cái ý nghĩa nó mạnh hơn. Thì volume cũng như vậy các bạn thấy được là những ngày mà hay là những cái thời điểm mà chúng ta thấy giá tăng hay là giảm đó nếu như mà cái volume thấp có nghĩa là những cái cuộc chiến đó không có nhiều lính. Nhưng mà khi mà các bạn thấy được là giá cả tăng hay là giảm nhưng mà volume cao thì đó là những cái ngày mà nó có ý nghĩa quan trọng hơn tại vì nhiều người tham gia vào cuộc chiến đó hơn. Đó là cách suy nghĩ đơn giản về volume thì đây là một trong những điều mà khiến cho nhiều người vẫn còn khá là lo ngại liên quan đến cái số lượng khối đường giao dịch kế tiếp nữa đó chúng ta bây giờ chuyển qua nói về những cái điều mà lo ngại chúng ta đã nói rất nhiều về những thông tin tốt gần đây chúng ta bây giờ sẽ nói tới những cái thông tin mà nhiều người vẫn đang có cái sự lo ngại à, đó chính là funding rate thì nhiều bạn không đã biết là funding rate là cái Phí mà các bạn, nhiều người bạn gọi là phí qua đêm đó, hay là cái phí mà các bạn à, trả khi mà tham gia và sử dụng những cái hợp đồng như là future hay là option. Thì khi mà các bạn tham gia đó thì bên nhiều có nghĩa là bên nào mà giữ cái lệnh nhiều phải trả cho cái bên mà giữ cái lệnh ít. Giống như là các bạn có nhiều người long thì à, phải trả cái phí funding rate cho cái bên short tại vì đó là bên thấp hơn. Và ngược lại thì hiện bây giờ cái phí funding rate đó Tuy là số âm nhưng mà không có âm lắm các bạn thì được bây giờ là cái phí funding rate là trừ 0.002 Thì có nghĩa là bây giờ chúng ta vẫn có nhiều người short hơn là long Nhưng mà cái số lượng short không có nhiều hơn cái bên long quá nhiều Có nghĩa là bây giờ đó một nhiều người có thể là vẫn rất là còn nghi ngờ Cho nên thì bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy cái xu hướng là nghiêng về một bên nào hết, không giống như là chúng ta nhìn vào cái thời điểm zoom ra để các bạn thấy được. Đây là cái thời điểm ngày 18 tháng 5 khi mà rate là -0.5 thì thời điểm này đó là cái thời điểm mà chúng ta có cái số lượng uh, short rất là nhiều. Tại vì uh, thời điểm này là nhiều người bearish hơn. Hay là chúng ta nhìn vào uh, cái thời điểm là từ cái lúc mà tháng 10, cuối tháng 10 năm 2020 mãi cho đến là tháng 4 đó thì các bạn được là rate hầu như là trong thời điểm mấy tháng này đã tan là funding rate ở cái mức dương có nghĩa là nhiều người lạc quan và lon rất nhiều bây giờ đã funding rate là gần như là số 0 tuy là vẫn âm nhưng mà không âm bao nhiêu gần như là số 0 có nghĩa là nhiều người trader bây giờ vẫn chưa chắc xu hướng tuy là giá cả đã có cái sự tiến triển tốt trong, trong mấy ngày qua đây là điều thứ nhì thường muốn chia sẻ với các bạn và kế tiếp nữa đó thì bây giờ vẫn còn rất nhiều à những người mà họ bán Bitcoin với cái mức lỗ. Có thể là à họ cảm thấy được giá Bitcoin đó gần đây đã có cái thời điểm mà giá Bitcoin đã xuống tới cái mức là khoảng 29.300 thì bây giờ từ 29.300 mà lên tới 33.800 bây giờ hay là hồi sáng này lên tới là 34.500 thì đã lên con số rất nhiều rồi thì có thể là nhiều người vẫn tiếp tục lo sợ cho nên tiếp tục bán với cái mức là bán lỗ thì làm sao mình không biết là họ bán lỗ thì chúng ta nhìn vào một trong những cái thống kê được chia sẻ bởi klasno đây là chỉ số sopr theo một cách đơn giản đó thì klasno nghĩ là mỗi lần mà di chuyển đó thì ở trên blockchain cái giá nạp vào có nghĩa là mua cái giá mà gửi có nghĩa là giá bán đó là cách nghĩ đơn giản của ClassNo thì gần đây các bạn theo chỉ số này đó vẫn là cái chỉ số là dưới cái đường màu trắng này có nghĩa là chúng ta vẫn tiếp tục thấy là nhiều người bán với cái mức lỗ thì đây không phải là chỉ số duy nhất chúng ta nhìn một chỉ số khác nữa đó chính là cái chỉ số NRPL Net Realized Profit Loss thì chỉ số này cũng tương tự mà thôi cho các bạn thấy được là màu xanh có nghĩa là người ta bán ở cái mức có lời màu hồng nghĩa là bán ở cái mức lỗ thì các bạn thấy được là gần đây chúng ta thấy là có một cái thời gian ngắn mọi người bán với cái mức lời nhưng mà gần đây giá cả tăng trưởng trong vòng hai ba ngày qua nhưng mà chúng ta lại thấy là cái đường mà hồng xuất hiện nghĩa là sao có nghĩa là có nhiều người có thể là nhân cái cơ hội này để mà họ cắt lỗ khi mà họ nghĩ là giá bịt có thể tiếp tục rớt cho nên chúng ta thấy được là bây giờ vẫn còn có nhiều người cắt lỗ khi mà giá cả tăng trưởng tại vì họ vẫn có cái cách nhìn là giá cả sẽ tiếp tục đi xuống. Chúng ta nhìn vào một cái tài liệu khác nữa trên Classno đi. Thì chúng ta thấy được là hiện bây giờ đó, chúng ta nhìn vào là bao nhiêu phần trăm của Bitcoin là đang có lời. Thì hiện bây giờ đó, chỉ số chỉ là 73,51% mà thôi, có nghĩa là bây giờ đó 20 khoảng chừng là 26,5% của Bitcoin trên thị trường bây giờ là không có lời, có nghĩa là cái số lượng mà người ta lưu trữ lỗ là khoảng chừng là 26,5% phần lớn vẫn còn có lời, 73,5% nhưng mà 26,5% Bitcoin hiện bây giờ trên thị trường là đang bị lỗ. Và chúng ta nhìn vào UTXO thì cái này đó à, cũng tương tự như là cái chỉ số chúng ta mới vừa nhìn chỉ là khi mà di chuyển thì lời hay là lỗ. Thì bây giờ đó khi mà di chuyển ở trên blockchain đó thì 87% của Bitcoin là di chuyển có nghĩa là bán là có lời, còn lại khoảng chừng là 13% là bán là lỗ. Thì đây là cái tình hình hiện bây giờ mà chúng ta nhìn vào cả hai bên lạc quan và cái bên không lạc quan Thì lạc quan là bây giờ chúng ta vẫn thấy xu hướng tiếp tục tăng trưởng Chúng ta vẫn tiếp tục thấy có nhiều cái sự chấp nhận đến từ forward, đến từ những công ty Cái sự ủng hộ đến từ nhiều ngân hàng vân vân Còn cái bên mà không lạc quan đó thì các bạn thấy được là cái volume vẫn thấp Chúng ta vẫn tiếp tục thấy được là có thể nhiều người bây giờ đã có cái số lượng Bitcoin đang bị lỗ cho nên mỗi lần mà giá tăng trưởng thì sẽ có người tiếp tục bán Bitcoin, tiếp tục bán Bitcoin tại vì họ muốn cắt lỗ vì họ nghĩ là giá cả có cái xu hướng đi xuống tiếp tục. Thì bây giờ chúng ta hãy nói về cái biểu đồ liên quan tới chu kỳ tâm lý thị trường đi. Thì tình hình bây giờ đó các bạn thấy được là có rất nhiều người có có sự nghi ngờ là giá Bitcoin có thật sự tăng từ bây giờ hay là chúng ta sẽ tiếp tục thấy giá cắm đầu xuống và đi xuống. Bây giờ chúng ta đang ở cái điểm là hoài nghi lần Tăng giá này sẽ không thành công như những lần khác, hay là chúng ta đang đang nằm ở trong cái thời điểm là bên tay phải này giá cả đi xuống, có nghĩa là cái chu kỳ tâm lý chúng ta đang ở là lo ngại hay là phủ nhận. Thì gần đây nhất đó, chúng ta thấy được là ngày 15 tây tháng 7 thường có tổ chức cái buổi bỏ phiếu thì ngày 15 tây tháng 7 đó để thường cho các bạn thấy được là ngày 15 tây tháng 7 lúc đó giá cả của Bitcoin là bao nhiêu. Ngày 15 tháng 7 đó thì lúc đó giá Bitcoin là khoảng chừng là từ 31 tới 32.000. Thì ở thời điểm đó Chúng ta thấy được là phần lớn các bạn nghĩ đi chúng ta nằm nằm ở trong cái thời điểm là hoài nghi và hy vọng. Hoài nghi và hy vọng có nghĩa là cái thời điểm này hoài nghi và hy vọng. Và đương nhiên sau đó thì các bạn thấy được là giá cả từ 32.000 đã xuống tới cái mức à, là 29.000 à có chừng là 29.200 đô. À, từ ngày 15 tháng 7 cho đến ngày 20 là 5 ngày sau đó giá cả đi xuống liên tục trước khi chúng ta thấy cái giá cả có sự tăng trưởng trong vòng 2 3 ngày qua. Và chúng ta vẫn có À, một số lượng bạn nghĩ là chúng ta đang nằm trong thời điểm là lo ngại và phủ nhận có nghĩa là cái phần này ở trên màn hình và chúng ta thấy được là có một số bạn cũng có một phần lớn bạn nghĩ là chúng ta đang, nằm trong thời điểm chán nạn chán nạn có nghĩa là cái thời điểm cuối của một chu kỳ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào hoài nghi sau đó thì đây là cái tình hình chung mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới Bitcoin Các bạn nghĩ là chúng ta đang nằm ở bên nào? Ở bên tay trái của cái biểu đồ này Có nghĩa là chúng ta có thể là đang nằm ở trong cái dùng hoài nghi một lần nữa sau khi mà giá cả uh, đã reset lại có thể chúng ta bắt đầu bước qua một cái chu kỳ kế tiếp các bạn nghĩ sao hãy comment bên dưới hay là các bạn nghĩ để chúng ta bây giờ đã thật sự là trên đường đi xuống có nghĩa lo ngại và phủ nhận hay là các bạn đã chán nản các bạn hãy comment ở bên dưới Chúng ta bây giờ là hãy nhìn vào những cái altcoin đi thì đương nhiên các bạn thấy được là Bitcoin con màu xanh thì có rất nhiều nhưng altcoin có cái sự tăng trưởng theo xu hướng của Bitcoin thì chúng ta refresh con Getgo đi thì để lại night mode đi thì các bạn thấy được là Bitcoin bây giờ mức là khoảng chừng là xoay quanh 34.000 33.912 thì tăng 4,4% trong vòng 24 giờ qua Ethereum thì lại tăng 5,3% có nghĩa là mức bây giờ là 2043 thì liên quan tới Ethereum đó, thì ở trên Twitter Anthony Sassano à, đã xác nhận sau khi mà họp với lại những cái developer của Ethereum đó, thì đã ra quyết định. Tuy là họ gặp một số những cái sự cố ở trên cái mạng lưới thử nghiệm DropStand nhưng mà họ đã ra quyết định là sẽ không trì hoãn cái Half London. Có nghĩa là Half London sẽ thực hiện vào cái số lốc là 12.965.000 À, có nghĩa là khoảng chừng là ngày 4 tới ngày 5 tới tháng 8. Chúng ta bây giờ đã là ngày 24 tây rồi, có nghĩa là trong vòng 10 ngày nữa chúng ta sẽ có cập nhật London. Thì cập nhật London này chúng ta sẽ có cái đề xuất được thực hiện đó chính là EIP 1559 cái đề xuất chúng ta nói tới rất nhiều liên quan tới đốt Ethereum và áp dụng cái cơ chế mới cho phí của Bitcoin. Đây là điều mà chúng ta đã nói tới rất nhiều và điều tốt ở đây là chúng ta thì được là Ethereum sẽ có cập nhật trong vòng 10 ngày đó liên quan tới Ethereum thì chúng ta được là đồng BNB, Binance có thể tăng 3,7%. Nói tới Binance thì có một cái thông tin đó chính là Binance US, đây là cái trụ sở tại Hoa Kỳ hoạt động tách biệt so với Binance thì đang tìm cách để mà lên sàn chứng khoán. Các bạn thấy được là Coinbase đã lên sàn chứng khoán, Circle, Ripple, Kraken, Etoro, BlockFi, giờ tới Binance US đều có kế hoạch lên sàn chứng khoán. Quá trình bình thường hóa crypto vẫn tiếp tục và các bạn thấy được là Tình hình bây giờ đó thì nói chung các bạn thấy được là các tổ chức tiếp tục đầu tư Các nhà đầu tư lớn thì vẫn tiếp tục ho đô, ngân hàng cung cấp thêm dịch vụ Truyền thông nó nhắc tới Bitcoin hầu như là hàng ngày à, Những cái IDO hay là long Pass rất nhiều người tham gia Các bạn có thể là nhìn vào những tài liệu gần đây, những cái dự án ra lò đó rất nhiều người quan tâm đến Các công ty crypto thì có kế hoạch lên sàn chứng khoán Lượng view, các thông tin vẫn rất là cao các bạn nhìn những cái YouTube ở Việt Nam cũng như là ở nước ngoài thì view vẫn rất là cao Những bài viết, những thông tin liên quan đến crypto vẫn rất nhiều người quan tâm đến Chỉ số on-chain thì vẫn tốt Đối với thuận đó, ai nói là mùa đông crypto đã đến Thuận thì thấy mùa này vẫn còn nóng quá đây là cái nhận định cá nhân của thuận mà thôi các bạn nghĩ sao thì các bạn hãy comment ở bên dưới trở lại những altcoin thì các bạn thấy được cardano thì tăng 4,3% xrp tăng 2,7% uh, dogecoin tăng 2,6% và các bạn thấy được là polkadot tăng 6% Chúng ta bây giờ chuyển qua nói tới những cái tài liệu liên quan đi thì các bạn thấy được là sau khi mà những thợ đào bị cấm đào Bitcoin ở Trung Quốc đó, tốc độ đào đã có xu hướng đi xuống đường màu đỏ này nhưng mà sau đó bắt đầu từ ngày 26 tới tháng 6 đó thì các bạn thấy được tốc độ đào đã ổn định lại mà không tiếp tục đi xuống nữa và có xu hướng tăng trưởng trở lại thì đương nhiên các bạn thấy được là cái tình hình là cần phải tốn nhiều người chứng đó là khoảng chừng là hai tháng để chúng ta có thể thấy được là tốc độ đào trở lại như là xưa tại vì đương nhiên là những cái thợ đào mà họ muốn di chuyển một nơi khác để mà đào thì phải tốn thời gian chứ không phải là một sớm một ngày mà có thể là di chuyển hết những máy đào đó và setup một nơi khác họ cần thời gian để mình di chuyển máy đào để mà xóa đất một cái xưởng đào khác và đương nhiên họ đang cứ được gấp rút các bạn thấy được là mỗi một ngày mà không có đào thì mỗi một ngày họ sẽ mất đi cái số lượng tiền thưởng mà có thể có và những cái máy đào đó cứ nằm đó mà không kiếm được cho họ bất cứ lợi nhuận gì cho nên những cái xưởng đào vẫn tiếp tục di chuyển và nhiều người đã thấy là họ di chuyển qua những nước như là trung đông hay là những nước như là hoa kỳ những nơi mà có ưu đại đặc biệt dành cho những cái xưởng đào có cái nguồn năng lượng sạch và năng lượng rẻ như là taxis vân vân một thông tin khác nữa trên màn hình các bạn đây là cuộc phỏng vấn trên đài CNN với lại nghị sĩ Alexandria Ocasio Cortez thì trong cuộc phỏng vấn này điều mà chúng ta cần phải để ý đến đó chính là cái suy nghĩ của không chỉ riêng là nghị sĩ Alexandria Ocasio Cortez mà cái suy nghĩ này là cái suy nghĩ được chia sẻ chung bởi nhiều người ở trong quốc hội của Hoa Kỳ nghĩ là đồng tình với lại chủ tịch Fed, chủ tịch của cục Duyên quan Hoa Kỳ nói là cái sự mà tăng giá thời điểm gần đây đó, cái phần trăm lạm phát chỉ là tạm thời mà thôi. Lý do tại sao mà có lạm phát là tại vì cái lượng xuất nhập khẩu đó nó bị trở ngại liên quan tới dịch bệnh khiến cho xuất nhập khẩu khó khăn, khiến cho cái nguồn cung giới hạn dẫn đến giá cả tăng lên nhưng mà sau khi mà chúng ta qua được cái cơn dịch bệnh này thì giá cả sẽ trở lại như bình thường Thu thì không nghĩ như vậy, các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái tình hình đó là lạm phát xảy ra không phải chỉ riêng là cái nguồn cung ứng nó, cái chuỗi cung ứng nó bị vấn đề liên quan tới dịch bệnh, mà liên quan đến cái việc in tiền của chính phủ Hoa Kỳ liên quan tới những cái gói hỗ trợ, liên quan đến là lãi suất rất là thấp và ngay cả liên quan tới lãi suất thì nghị sĩ Alexandria ocasio Cortez nói là đừng nên tăng lãi suất hiện bây giờ, tại vì lạm phát là thời gian ngắn hạn mà thôi Tuy nhiên các bạn thấy được là một trong những điều mà các bạn có thể bảo vệ mình Đó chính là lưu trữ tài sản Tại vì thường không nghĩ làm phát là tạm thời Ngay cả bản thân Thượng đó Gần đây Thượng muốn làm lại cái sân sau Và sẽ thay đổi bằng cách là install Có nghĩa là sẽ thay đổi cái cỏ thật với cỏ giả tại vì uh, thường không có thời gian để mà chăm sóc cỏ thật và cách đây 2 năm nên thường cũng đã có ý nghĩ tương tự thì cái phần sau nó cái phần mà thuận muốn uh, để cỏ giả lên á thì lúc đó cái chi phí chỉ là khoảng chừng là 2.600 đô mà thôi thì bây giờ cũng là như vậy các bạn thấy được chỉ 2 năm sau thôi thì cái chi phí đã lên tới 3.200 rồi thì uh, các bạn thấy được là làm phát là có thật và hiện bây giờ lạm phát tăng cao hơn là con số 5% Nhưng mà nào mà đi chợ, chợ Mỹ hay là chợ Việt Nam cũng vậy các bạn sẽ được giật giá tăng rất nhiều Các bạn có thể thấy được là cùng một số tiền đó bây giờ mua được rất là ít thực phẩm so với trước đây và đây là những cái thông tin mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Về tuần tới đó chúng ta không có nhiều những cái sự kiện nổi bật như là tuần này. Chúng ta không có những cái hội nghị như là hội nghị TVM hay là cái hội nghị The Be World À, chúng ta chỉ có những cập nhật như là các bạn thấy được như mà nào mà quan tâm thì TIA Network ngày 25 tháng 7 sẽ có cập nhật TIA Protocol phiên bản 3.1.0 à, ngày 28 tây tháng 7 đó thì cover Swap sẽ khởi chạy Testnet ngày 29 tháng 7 Fetch.ai sẽ cập nhật Mainnet phiên bản 2.0 và ngày 3 mùa tháng 7 cuối tháng này thì Fetch Token sẽ có phiên bản 2.0 update. Và nhưng mà nào mà chưa có theo dõi Thuần Capital trên những mạng xã hội các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là Telegram, Facebook và Twitter để các bạn có thể theo dõi và nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và những mà nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuần Capital đồ, các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới. Các bạn sẽ tìm thấy những ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn Margin Bybit hay là sàn LMT các bạn cũng có thể bấm vào cái nút màu vàng đăng ký group tín hiệu trade để các bạn có thể tham gia vào group tín hiệu trade miễn phí khi mà đăng ký sàn Bybit hay là sàn MT. Thì bây giờ đó thì Bybit đã bắt đầu có cái dịch vụ là cho các bạn giao dịch spot, giao dịch không thường. Có nghĩa là các bạn không cần phải giao dịch hợp đồng, có thể giao dịch thông thường thông qua Bybit. Nhưng mà nào mà có thú thì có thể tìm hiểu thêm hay là các bạn đang người Hoa Kỳ thì các bạn có thể tham gia những sàn như là sàn Binance US dành cho những người nào mà đang sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch altcoin và những cái ứng dụng khác như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và một lần nữa Thuận cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.